Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải đi ở nợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, bà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên và đi về cùng cha. And he rose and came unto his father. But when he was yet a great way off, anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chặt lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sợi nhẫn vào ngón tay, sợi dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã phổ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bé béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bé béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. And all that I have is thine.
Kính chào quý ông bà và anh chị em. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta sám hối, nhận ra con người tội lỗi của mình để quay trở về cùng Thiên Chúa, hầu đón nhận ơn tha thứ và lòng xót thương của Thiên Chúa. Dụ ngôn người con hoang đàng, hay gần đây thì chúng ta nghe nói đến tên gọi khác, đó là người cha nhân hậu, rất điển hình cho lời mời gọi hoán cải và trở về cùng Thiên Chúa như người cha đứng vào lòng xót thương. Đoạn phim mà quý vị vừa mới xem, tôi xin mượn hình ảnh qua ngôn ngữ của phim ảnh để diễn tả những điều cơ bản mà lời Chúa tin mừng muốn truyền tải cho chúng ta. Trước hết, đó là chúng ta thấy thái độ của người con trước khi đòi người cha chia gia tài của mình. Người con thứ là một người con ngộ nghịch và bất hiếu đối với cha. Trong khi cha đang còn sống sờ sờ đó đó, thì anh đòi chia gia tài, như thể muốn nói rằng thôi cha chết đi cho rồi. Và chúng ta thấy hình ảnh khi mà anh ta lấy được cái phần gia tài của mình, gia sản của mình, thì anh ta đùng đùng bỏ đi và không thèm ngoảnh mặt lại nhìn người cha của mình nữa. Đây là một hình ảnh diễn tả cái sự đoạn tuyệt với Thiên Chúa, với tình cảm thiết thân của mình, với sự gắn bó rất gần gũi với mình. Anh ta muốn tự mình quyết định lấy cuộc đời của mình. Anh ta không níu kéo và không có một gì đó luyến tiếc về tình cảm mà người cha đã dành cho mình. Rồi cuộc đời đâu phải đơn giản như anh nghĩ. Hình ảnh thứ hai mà chúng ta được xem và được mời gọi để suy gẫm, đó là anh trở lại với cái quán rượu, nơi chốn anh ăn chơi trụy lạc, nơi mà anh đã phung phí tài sản của người cha của mình ở đó với những bê bàn nhậu và những cô gái điếm. Thì hình ảnh cho thấy lúc bấy giờ anh trong tình cảnh là túng quẫn rồi, gương mặt đầy nhọ nha. Và anh quay trở lại nơi chốn đó thì người ta đối xử với anh làm sao? Cái ông chủ quán, một người to khỏe, đã lôi quăng anh ra ngoài. Và lúc này thì anh đã thấy thực sự cái thói đời là cái gì, cái tình đời đối xử với anh như thế nào. Còn tiền còn bạc thì còn bạn hữu, hết cơm hết rượu thì hết ông tôi. Đó là cái cách đối nhân xử thế của người đời như vậy. Còn chức còn quyền thì có nhiều người o bế khúm núm, quỵ lụy, nhờ vả, van xin. Nhưng khi anh xa cơ thất thế, khi anh trắng tay, thì người ta ngoảnh mặt và thậm chí là người ta xua đuổi anh. Và đó là chúng ta thấy cái cách đối nhân xử thế của người đời là nó như vậy. Bao nhiêu cái vấn đề xảy ra cho chúng ta một cái sự cảnh tỉnh này. Bao nhiêu các quan chức, và gần đây chúng ta thấy khi mà có chức có quyền thì nhiều người đứa đó, nhưng khi mà xa cơ thất thế tù tội thì bỏ mặc hết, không còn đồng chí, đồng anh, đồng em gì hết, đối xử với nhau rất là tệ. Và trong cái tình cảnh túng quẫn đó thì anh phải đi chăn heo. Chúng ta thấy tiếp theo cái hình ảnh là anh chăn heo. Heo là một cái con vật dơ bẩn, chỉ có người ngoại là người không theo Do Thái giáo mới nuôi heo, mới ăn thịt heo. Và anh là một người thuộc gia tộc, có chức phận, có địa vị, có thế giá, mà bây giờ phải đi chăn heo. Và tệ hơn nữa là anh thèm ăn những cái đậu muồn của con heo ăn. Ở đây cái phẩm giá của con người đã hạ xuống một cách thậm tệ, và nó còn thua cả một con vật nữa. Và anh ở trong cái tình trạng đó, thì lúc này điều mà anh đánh động anh chính là cái lòng thương xót của người cha dành cho anh. Trong cái hoàn cảnh bị cực cùng khổ này thì anh lại nhớ về mái nhà của mình,
nhớ về tình cảm mà người cha đã dành cho mình, nên anh có một quyết tâm trở về. Khi con người ta không còn gì để bám víu, khi con người ta mất hết tất cả, và khi phẩm giá của người ta ở tình trạng tồi tệ nhất, thì người ta cần đến lòng xót thương của Chúa. Và Thiên Chúa thì không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài không bao giờ ngoảnh mặt đối với chúng ta, cho dù chúng ta có bất trung với Ngài. Và anh làm một cuộc sám hối trở về. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha tôi, cha của ta, và thưa với người rằng: con thật đắc tội với trời và với cha, con không đáng gọi là con cha nữa. Xin cha hãy coi con như một người làm công của cha, một người nô lệ của cha vậy. Và anh trở về. Và hình ảnh trong một cái đoạn phim rất là cảm động, đó là hình ảnh cái đoạn kết. Chúng ta thấy trên con đường trở về thì chính người cha lại phát hiện ra anh trước tiên. Trước khi anh nhận ra người cha của mình thì người cha đã thấy anh. Như vậy thì người cha vẫn chờ đợi một ngày nào đó con của mình thức tỉnh, con của mình nhận ra tội lỗi và trở về với gia đình. Nên hàng ngày ông vẫn ngóng ngóng, ông chờ đợi, ông lên cái chỗ cao để ông có thể nhìn thấy con của ông, để ông nhìn thấy bóng dáng của con ông trở về cái nẻo đường mà anh đã dứt áo ra đi. Và ông vội vã chạy ra. Một người cha già mà vội vã đón đã chạy đến để ôm chầm lấy người con. Hình ảnh rất là xúc động. Trong một cái bức họa nổi tiếng khác của người danh họa Hà Lan Rembrandt, sống vào thế kỷ thứ 15, ông đã vẽ nên cái tác phẩm kiệt tác này. Tôi muốn giới thiệu với quý bà anh chị em bức họa này trong cái bài chia sẻ hôm nay. Trong cái bức tranh Người con hoang đàn trở về, chúng ta thấy có 6 nhân vật và tất cả dường như đều chìm trong bóng tối. Nhưng tại góc trái, ánh sáng lại bừng lên rực rỡ, làm nổi bật 2 nhân vật đang ở trong tư thế rất cảm động. Đó là người cha và đứa con hoang đàn trở về. Đứa con mặc chiếc áo rách rưới lết thết, đầu thì cạo nhẵn, giống như đầu của một tù nhân hay một kẻ từ trại cải tạo trở về. Cậu mang chiếc dép, một chiếc mòn hết nửa gót, chiếc còn lại rơi xuống đất để lộ lòng bàn chân chai sạm sần sùi như đã từng mang nhiều vết thương. Rồi cậu quỳ xuống úp mặt vào lòng cha và không còn mang một chút vẻ hiên ngang nào nữa, chỉ trừ một thanh gươm ngắn đeo ngang hông, diễn tả một nét gốc gác quý tộc duy nhất còn sót lại trên con người của cậu. Đứa con hoang đàn rách rưới trở về được người cha già ôm chầm lấy, và ánh sáng chiếu tỏa thật ấm áp trên đôi tay của ông. Phía bên bàn chân mà chiếc dép đầy vết sẹo của con đó, thì bàn tay phải của người cha rất thanh mảnh mềm mại, như bàn tay của một người mẹ đang vuốt ve chiếc lưng và xoa dịu nỗi đau của người con mình. Đồng thời phía bên bàn chân còn mang chiếc dép của con còn lại đó, cũng là nơi mà có thanh gươm, thì bàn tay trái của người cha lại rất mạnh mẽ, cương nghị, vuông vức với các ngón tay xòe ra, ôm lấy trọn phần lớn bờ vai của con, như muốn nâng đỡ phần mạnh mẽ còn lại của con, quyết tâm đưa con mình dứt khoát trở lại cuộc sống tràn đầy ánh sáng. Trên vai của người cha có chiếc áo choàng đỏ hình vòng cung nóng ấm, làm người xem liên tưởng đến đôi cánh của con gà mẹ ấp ủ gà con, phủ ấm trên con, cho con một cái chỗ trú ẩn an toàn. Đặc biệt đôi mắt của người cha gần như mù, vừa âu yếm khóc vừa chúc phúc cho đứa con đang bị tổn thương sâu xa. Ông không nhìn con bằng cặp mắt bên ngoài nữa, mà ngắm nhìn con bằng đôi mắt nội tâm tràn đầy tình phụ tử. Trong khi đó thì người cha và đứa con hoang đàn tràn ngập trong ánh sáng, thì bốn người còn lại trong bức tranh có vẻ như muốn giấu mình trong bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sum họp như những người dân, mặc dù họ cũng là người trong nhà. Hai người đàn bà đứng đằng sau giữ một khoảng cách nhất định
đối với người cha. Một người đàn ông ngồi, mắt nhìn vào khoảng không. Nổi bật nhất trong nhóm bốn người ấy là đứa con cả. Trong khi người cha mở rộng hai tay ôm lấy đứa con thứ, thì người anh cả khép cánh tay lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt khó chịu, nhìn người cha như nhìn một chủ nô và nhìn người em mình như một kẻ tội đồ. Anh cũng khoác một chiếc áo choàng giống cha, nhưng đứng tê cống với chiếc gậy dài trong tay. Chiếc áo choàng trôi xuôi, che kín hai cánh tay bất động của anh. Quan sát kỹ hơn thì người xem có thể thấy bức tường trong tranh có chạm khắc một người thổi sáo, diễn tả niềm vui ẩn giấu, nhưng trải ra đến vô biên như tiếng sáo tràn ngập không gian của biến cố trở về này. Thật là bức tranh đầy ý nghĩa của danh họa Rembrandt. Người ta còn nói rằng danh họa Rembrandt vẽ bức tranh này là ông họa lại chính cuộc đời của ông, nơi hình ảnh của người con thứ. Bởi vì ông nhận ra được lòng thương xót, ơn tha thứ của Thiên Chúa, và ông đã trở về từ một quá khứ sai lầm, chối bỏ đức tin và phản loạn của mình từ thời trai trẻ, với cái tính ngông cuồng, ngạo mạn, cho mình là một thiên tài mà không cần đến Thiên Chúa. Và cuối đời thì ông đã trở về cùng Thiên Chúa, và ông đã vẽ lên cái bức danh họa này. Trở lại cái đoạn phim thì chúng ta thấy cái người cha khi mà chứng kiến người con cả trở về đó, từ ngoài đồng trở về đó, và dẫn không vào nhà đó, thì người cha lại đi ra năn nỉ con và nói cho con hiểu về cái giá trị của việc trở về nơi người em của mình. Con hãy vui lên, em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Con hãy vui lên, và tất cả những gì của cha là của con. Người cha là một người giàu lòng xót thương đối với cả hai người con. Thật sự thì câu chuyện người con hoang đàn không phải chỉ là người con thứ hoang đàn đã đành bỏ nhà ra đi, nhưng chính người ở trong nhà, chính người anh cả cũng hoang đàn theo một kiểu khác. Ở trong nhà của cha, nhưng tâm hồn của anh đã lạc xa cha. Anh ở trong nhà của cha, nhưng anh xem mình là nô lệ của cha, chứ không phải là con trong gia đình của cha. Nên tất cả chúng ta được suy gẫm mời gọi trong cái dụ ngôn này, để mọi người dù trong hoàn cảnh nào cũng xin Chúa cho chúng ta biết sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. Và điều quan trọng là nhận ra được lòng xót thương của Chúa. Thiên Chúa là đấng vẫn chờ đợi chúng ta mỗi ngày để chúng ta trở về với Ngài. Amen.